khi mình vuốt xuống cho bột hơi để chờ bột hơi khô chút xíu rồi mình mới cắt. Khi mình cắt á, mình nhớ clean cái dao của mình á, cho nó sạch, đừng có dính cái gì trên đó hết. Bên đó có bận không anh con? Đó, mình dùng cái dao của mình á, từ mình cắt á, mình phải rời trước nha. Đó, nó nếu mà dính bột là mình phải check off cái bột ra. Có cái gì đó. Đó, mình nhắm vô một đường trước. Chị cũng không biết luôn, mẹ chị coi camera mới thấy đóng cửa ra luôn mà. Dạ, thấy không? Khi mình cắt nó mình chờ cái bột khô hay khô chút xíu á, mình sẽ cắt được nó khỏe hơn. Chứ khi mình đưa ra nó sạch hơn. Đôi lúc á mình cũng bị chút xíu là giống mình gấp quá mình cắt nhanh á, nó cũng hơi rít rít chút xíu. Đây là cái quay cắt rất là dễ. Mình để cái dao lên, nhắm một đường. Đó. Cắt khi mấy bạn cắt dao á, đừng bao giờ để chéo vô giống giờ hết. Đó, để thẳng. No, đúng rồi, sorry. Để chéo vô giống vậy xíu hoặc để thẳng xíu. Đừng bao giờ cắt mà nghiêng nghiêng cái dao vậy, cắt nghiêng vậy là bị lệch, nó bị sai ấy. Cái đường cắt của mình nó không được thẳng. Cho nên mình khi có thể mình đưa vô xíu giống vậy. Đó, chéo vô cắt xong mình hất ra thôi. Bà là tiền đây chị ơi. Là tiền đây. Mình để hai cái móng này, chắc hai cái móng này mình sẽ gắn hoa hoặc một hoa, cái hoa này hoa khô, còn hoa này hoa phai đi. Còn cái móng này mình sẽ làm một cắt tiếp luôn. Đó, khi mà bạn đắp cái móng giữa này á, bỏ bột vô, mấy bạn chốc cái tay xuống một chút xíu, đưa bột vô sát cái tiêu cầu xong, thả ra. Để mình ép hai bên á, lát cái khơ bột á, nó không bị bè ra, những cái móng nó không bị lớn hơn hai cái móng còn lại quá nha. Đó. Khi nào mình đắp mình cũng cẩn trọng cái móng này nhiều nhất. Khi nào mình cắt á, mình sẽ vuốt về một bên và một bên kia để yên. Chờ bột khô thì mình được liên là vô tới kia đi cô đập nhẹ, vuốt nhẹ vô, vuốt nhẹ đập nhẹ ra. Khi mà các bạn đập giống vậy nè và cái bột nó sẽ ôm sát vô trong cái da của mình. Hello em Lisa Hồn. Đó, khi mình thấy bột gần khô bắt đầu mình cắt. Mình dùng cái dao vô, mấy bạn thấy không, cái dao nó còn ướt nè. Bắt đầu mình nhắm, mình quay cái móng này, cắt lên tới trên này. Đó, hất ra. Các bạn hất ra nhớ là chậm. Hất ra từ từ, vừa hất vừa kéo để cái dao sát cái móng luôn, cái món giả luôn, để làm gì mình đẩy cái bột ra cho nó sạch, thấy không? Lát ở đây mình bỏ cái bột màu pastel á, xong mình bỏ thêm tuyến lên, nó rất là đẹp luôn. Em khỏe không Lisa Hoàng? Chuẩn bị bỏ tiếp ba người luôn đi. Ôi hả, trên đó bỏ tiếp luôn anh. Cháu anh trên đó bỏ tuyết thì anh chạy lên núi rồi chắc hơi khó ha. Đó, khi mình đẩy được cục bột mình ép vô, xong mình vừa ép vô mình đẩy lên liền. Đó, khi mình đẩy vô rồi mình ép bột, cho bột nó xuống. Bột xuống lúc nào mình lấy nước tiếp, mình đập nhẹ dưới để bột nó ôm sát cái critical. Khi mà bột ôm sát cái critical bằng mấy bạn thấy rồi á, thì không đụng nữa, bắt đầu mình vuốt nhẹ ra. Vuốt nhẹ kéo cái bột ra. Các bạn thấy bên này không? Cái bên này mình cắt rồi mà nó còn vuốt. Mình sẽ vuốt bên này thôi, tại vì mình cắt hướng bên này là cắt chéo vậy nè. Bên kia mình khỏi cần vuốt, cho vuốt xuống nữa thôi.
khi mấy bạn vuốt xong á, đừng có gấp, đừng có ham cắt liền, mình hãy chờ cái bột khô chút xíu, mình đi đập nhẹ liên nhẹ ở kia cái cồn. Nếu một bột mà còn á thì mình đặt cái cọ vào mình vuốt nó ra, nếu mà không có thì thôi, mình đừng có đụng. Cách thứ hai là mình clean lấy nước hai bên cái gấp ra. Bắt đầu mình cắt. Đó, cái dao mấy bạn thấy không? Khi nào để chéo vô nè, đừng để đặn ngã, đừng chéo vô hoặc vuông góc luôn. Hello Idol. Hello em Mimi. Thank you em. Khi mình bỏ bột lên, bắt đầu mình từ từ mình ép lên từ. Khi vừa ép lên cái móng tay của mình phải chốc xuống giống vậy chút xíu để cái bột nó chạy xuống, nó không bị chạy ngược ra cái tí cầu. Khi mình vô được tới trong rồi, là mình đập được. Hồi nãy mình cắt chéo bên kia thì bây giờ mình cắt chéo nên mình vuốt bên này. Dạ. Dạ. Lấy rồi bỏ đi con rồi. Ừ. Rồi. Chậm chậm chứ. Thấy không? Chờ chút xíu cho cái bột nó khô chút xíu. Yeah, hello Thi, hello Kim Thi. Khi mình chờ bột khô chút xíu rồi mình nhúng dao vô cái liquid cho ướt chút xíu, mình nhóm chắc. Nếu mà cái đường nó ngắn á thì mình có thể cắt đẩy ra giống vậy luôn, còn cái đường nó dài á thì mình dĩ cái dao trên này mình xuống, lượn cái dao đi thẳng xuống vậy nè, thẳng xuống dưới này luôn, lượn cái đầu dao lên hất ra. Cái móng này nó dài nè, mình cắt xong mình lượm cái dao đi xuống, xuống có cái đường đó, xong mình hút lên, à, nó tạo cho mình một cái đường thẳng. Thank you.
cắt xong mấy món này á, bắt đầu mình qua mình bỏ qua khô lên để mình giảm hoa khoai đi. Thế bây giờ mình vô mình giảm cái hoa này. Chắc mình sẽ giảm một pin đi. Một pin nó đẹp hơn. Clear trước. Mình lấy cái cánh hoa lớn nhất. Cái hoa lớn nhất mình sắp lên. Mình lấy thân cò mình ép lên. Vô ấp phê lịch về hả? Có giữ cái này chút xíu tại vì bột. Thường mình làm mình thường mình dán cái glue đó. Nhưng hôm nay mình thử dán cái này lại coi nó được không, hơi lâu chút xíu nha. Mất thời gian thì nên check glue. Rít nhưng hơi lâu chút xíu. Giờ bên này mình bỏ cái cánh này lên mình thử coi nó có cái bên này không, à, cũng được. Mình thử giác luôn nha. Thêm chất nhà vô một nước lưu đây. Đó, chất lưu dần. Sau đó mình đi vòng bên này, chất nhà miếng đây nữa.
xong rồi cái da em đè xuống. Đó, nó khỏe hơn, nó nhanh hơn. Thể dán một chút xíu cái hoa phai đi này. Đây là kết hợp cái hoa phai đi với hoa khô. Mình sẽ tìm cái góc để mình bỏ cho sao cho nó hợp với cái hoa nằm ở đây. Đó, khi mình bỏ mình cái cánh hoa nó ra khỏi ngoài da của khách đó, mình có thể dùng kèm để mình bấm. Cho nó làm một trăm cái mỏng. Cái này nhìn không đẹp. Cái này mình chơi, hoa khô hết luôn. Bây giờ mình sử dụng cái hoa khô nhỏ này. Bộ móng này thì mình cho bột clear hết luôn. Để mình design hoa, bột hoa này nó là clear hết luôn. Đúng rồi. Mình sẽ bỏ liền nó đẹp hơn. Này cái hoa kia, cái hoa này đã lớn rồi mình bỏ kia nó. Xong nó làm nó chóng quá. Mình không thấy gì hết. Đây một cái món hoa của mình. Bây giờ mình đi qua món kia mình làm cái hoa khác.
cái gì bên này thì mình sẽ bỏ cái móng hoa của cái hoa bưởi đó, cái lá bưởi đó. Cái gì mình sẽ chơi cái màu này, chơi cái màu này này. Mẹ dám ghê quá dễ luôn. Ok, mình có thể giữ một tay giống vậy, sẽ chọc một xíu ra trước nè, chọc trước cho dính. Khi dính vô rồi bắt đầu mình chuẩn được, sau này mình chọc sau đó chút xíu nữa. Rồi mình lại cái lưu này mình đè xuống nhẹ, thì nó đã rít rồi. Ok, này là xài liquid EMA bên Silem Supply đó. BB Phương Huyền. Bông này hả? Ồ, bông này không biết nữa, em gái mua ở đâu á. Để hỏi em gái đó. Tại vì em gái mình cũng order supply bên Silem rồi, em gái order nữa, biết order tùm lum ở đâu luôn. Đó, mình bỏ vào giống vậy, một tay mình nhấn trước, xong mình cứ chọc, nhớ nha, chọc lưu á, mình lại chọc ở một góc nhỏ thôi, cẩn thận, cái này nó dễ non lắm. Đó, khi mình dính xuống mình thả ra liền, xong mình chọc sau này cứ tiếp thấm giấy. Các bạn giặt lưu á, đừng ham nhiều, tại vì ham nhiều nó tràn, nó làm lâu khô lắm, mình giữ hơi lâu chút xíu nữa. Thì bên đó cái mộc pin với cái hoa của cái hoa màu light pin, thì bên này mình là màu cái màu này, cái gì lưu hồ mình cho màu này cho đẹp đó. Tên của liquid là sao? Thì liquid này mà anh order bên Silem Supply ấy, em. Đó. À, bấm nào đây rồi. Mình sẽ lấy cái một góc vuông này, nhấn cái chân cỏ xuống cho nó bung ra. Mình cứ đi nhẹ nhẹ, và mình lấy bột clear mình đi nhẹ nhẹ, cứ đi quanh cái móng, mình design tới đâu thì mình bỏ bột clear tới đó thôi. Mấy bạn cứ ham bỏ hết móng cho mình mỏng kịp á, nó bị khô. Bị khô thì lá nó đâm ra nó hơi dày, thì mình phủ lên một lớp bột clear nữa thì nó dày quá, nó không đẹp.
Còn cái mỏng này mình sẽ làm mỏng dán cái file đi này. Bây giờ cái bộ mỏng này mình thì mình làm tới 5 màu luôn. Đó, làm 5 màu. Để xong mình bỏ cái hoa phai đi lên. Bây giờ mình xong mình dùng cái này bớt nhiều quá. Rồi. Mình dọn chút xíu rồi xong. Bây giờ mình vô mình bỏ tỏi xoài. Xong mình xong rồi mình chuẩn bị vô giờ màu này mình đi cho màu tiếng nhạc trước. Okay.
lên xong mình vuốt ra, mình vuốt nhẹ, mình lấy một ra một chút bột để cho thịt mỏng, lát mình bỏ ra thêm tiếng lên nữa. Bây giờ mình lấy cái loại kinh tuyến này nằm trong set kinh tuyến của bên Slam nha. Đó, loại này xong mình cũng nhẹ lên. Trên đó một tím, bây giờ mình đi với màu thank you. Đi một lớp qua mỏng, kia qua mỏng, mỏng trước. Để mình bột cách kim tuyến lên là nó vừa được thôi. Lát nữa mình cũng phủ bột qua một lớp bột, bột liền. À. mấy bọn bột kim tuyến vậy nè, nghiêng cái đầu cọ nghiêng chéo vậy nè, xong mình đẩy lên nhẹ. Nếu nó tràn lên hai bên á, mình có thể đè lấy cái cọ đè xuống, đè cho cái kim tuyến trình ngược xuống lại, đừng cho nó tràn lên trên này. Lát rồi mình lỡ phụ bột lia lên, bột lia lên á, xong nó bị dính trên này, nó công mình chạy hơi lâu chút xíu. Mình nghiêng cho nếu bột chảy ra nha, cắt cái xong đẩy lên, đẩy nhẹ lên. Khi mà mấy bạn thấy không, nó tràn ra cho mình làm cái cọ cho sạch cái đầu đó, xong mình đẩy xuống. Khi mình đẩy xuống vậy, cái lia đường nó chạy xuống dưới rồi nó tạo cái đường thẳng dưới, lát mình lắp bột lưa lên. Khi mình chụp hình á, mình nhìn đó, nó không tràn lên tới trên này.
nó gần thấy mình bỏ cái bột lên nó, xong bỏ kim tuyến lên, vẫn giữ cái xếp của nó, giữ kim xếp lại, đừng cho mất xếp. Mình cứ lấy cái clear xong mình bỏ kim tuyến, mình bỏ lên nhẹ nhẹ, xong mình cứ bỏ lên nhẹ nhẹ chọc, để cái đầu cầu mình chọc đi, chọc đi, cái kim tuyến hết chạy xong nó ôm vô hết, mấy cái bột nó khô vừa cái bột rồi mình thấy ok rồi thôi, mình dừng lại, thấy kim tuyến mình lên đúng rồi thôi, đừng bỏ nhiều quá đôi lúc nó đè hết, nó thấy kim tuyến không thấy cái màu nhiều, nó không ổn được lắm. Đây là cách mix màu nữa, mình chọn những cái màu để hợp với cái da tay của khách đó, thì nhìn nó hài hòa hơn. Bây giờ tới lượt dán hoa khoai đi nha. Mình thấy giống mấy cái này nè, khi mà mình thấy mình muốn dán mà hoa nó nhiều quá, mình có thể cắt bỏ, mình lấy cái đoạn này thôi, cái khúc một đoạn hoa này thôi để mình ghép vô. Đây là mình cắt, cắt design riêng, cái design của mình. Tìm cái hướng, tìm cái hướng trước. Thì mình bỏ vô đó. Nếu mà dư ra thì mình sẽ cắt. Thêm một chút cái lá vô đây nữa, tại vì thiếu cái lá nằm ở đó thì mình mới thêm vô. Ok, design cái này trước. Thiếu một cái lá thì mình có thể lấy cái này mình cắt cái lá này mình bỏ vô.
cái bồ hoa này mình có thể nó không hẳn là mình phải giữ nguyên cái hoa giống vậy, mình có thể cắt, anh thấy không? Đó, mình có thể cắt để mình giãn. Sau bên này mình có thể cho một vài bướm gì đó cho đẹp đẹp lên. Con bướm này đẹp. Cái bộ này chắc đi summer là quá đẹp luôn. Hả? Thấy không? Kéo hoa phai đi. Cái bên này mình tìm cái này mình cũng dám, mình thử coi. Bây giờ mình kêu mình ghép thôi à. Bây giờ thay vì mình cắt cái đường này, cắt cái đường này để mình mix lại, mình bỏ vô con chim. Mình nối lại cái cành bên này, xong mình lấy một con chim mình bỏ lên để coi. Cái tim này mình thấy cần thiết mình cắt vứt luôn. Ok. Đây là cách mình cắt với mình nối design làm sao cho cái hoa, cho cái loại phai đi này. Các bạn thấy không? Nó giống bức tranh đúng không? Thank you Trang nha. Thank you Trang đã trả lời tin nhắn cho chị đó nha.
xin nè. Giờ coi mình miss mất mình mấy cái mũi cần gì không? Ra được rồi. Mình design vô cái này nó ra được cái gì không? Có thể là nó tốt như thế này hơn. Ok. Tốt như vậy thì mình sẽ cắt. Mimi ơi. Mimi. Em dụ sao sao khách đó làm nhiều nhiều tiền Mimi nè. Ok, giờ bây giờ mình ra cái bộ hoa file đi, dán cái hoa file đi của mình rồi. Cái kích tiếp thì mình lấy cái thân của cái cột hoặc cái này mình đi check lại có thử nó coi hở chỗ nào không. Nếu không hở thôi mình vẫn đắp bột bình thường, mà nếu hở thì mình phải đè xuống tiếp. Các bạn thấy cái móng này đẹp không? Anh đặt cú dọn cho em xuống đặt. Thank you. How you look, Mandalay? Nice. You ever see this design before? No. Yeah, that's a new one. Bây giờ mình làm xong rồi sẽ đi vô phần đắp bột với bột sữa. Thúy An Huỳnh. Can I see? À, nếu mình lấy bột lơ lên muốn nó không khô thì mình chờ chút xíu xong mình bỏ lên. Để mình chờ mình đập bột xíu xong chờ cho khô xíu rồi mình hút. Cứ chỉnh trước thôi. Nếu tràn bột nếu bột tràn qua bên này được nhiều quá thì mình hút xuống trước. Xong khi bột ra ngoài thì mình cắt bột là xong rồi. Thì là mình bỏ lên một cái gì bột làm sao bột đánh trên móng trước rồi. Rồi cái đó mình mới hút. Thấy bột hơi đứng rồi mình đập nè. Đưa cọ đập nhẹ vô là bột tự động nó sẽ chạy vô tới trong cái cột luôn. Khi
khi bột vô tới cuticle rồi bắt đầu mình thả đó. Rồi mình đi ép bột mình làm sao bột nó nằm trên cái móng, nó đủ cái độ dày, có cái độ khơ nữa. Rồi khi đó mình mới vuốt được. Khi bột nó đang ướt á, thì mình chấm vô một chút liquid rồi mình tương cái cọ mình thật là khô để mà đập mình nó vuốt cho nó khỏi cái bột nó khỏi bị chảy. Khi mình vuốt nè, hai bên này vuốt chéo vô xíu, trên đi thẳng nhẹ xuống cứ đi vậy, để cái xếp của mình sẽ giữ hoài. Sẽ không bao giờ làm mất cái xếp của mình hết. Rồi lát mình vuốt được nhanh hơn nữa. Sẽ nghiêng cái tay lại để tay khách nghiêng qua về bên hướng tay phải để mình để bột clear lên đó, mình để bên, nó vừa vô tới thôi mình kéo bột ra mình cho điều đó chờ chút xíu. Hi Phạm Khuê. Yeah, nice to meet you, class show. Chờ chút khô chút xíu sau cái bột nó đứng rồi mình vuốt rất là dễ luôn. Khi mình bỏ lên á mình đừng có giống kiểu mà mình chạy quá, giống kiểu mình đắp cổ cho nhanh á, cứ vuốt cho nhanh, càng vuốt nhanh nó bột càng chạy, nó làm mình mất thời gian nhiều hơn. Khi bây giờ qua móng này nè, nếu bạn nào mà đắp một cục bột á mà hơi khó á, thì mấy móng design này có thể đắp hai cục. Hai cục nó cũng khỏe hơn. Tại vì mình đắp hai cục thì mình đắp 82 hoặc 73 thì nó khỏe hơn cho mình. Mình nếu mà đắp được một cục rồi thì mình đắp đi một cục luôn. Mấy bạn thấy không? Cứ quẹt, cứ đập xong quẹt xuống dưới cái tờ giấy, đừng có lấy nước nữa. Đập vài lần mình lấy nước lần thôi, cứ quẹt bỏ lại. Cái như cái bột nó đang ướt á, khi mình lấy liquid ngoài cái bột nó khô, nó cứ chảy ngoài á, nó làm cho mình khó control bột hơn. Đó, khi mình thấy được đứng rồi, bột đứng rồi, bắt đầu mình vuốt, đập. Nhớ nha, cái móng này á, always là nó rất là nhỏ hai móng còn lại. Bây giờ mình làm sao á, mình control mình đặt cho cái bột ở đây nè, cho bè ra xíu. Lát á mình nhìn vô nó đều hơn. Cái còn mình vuốt mà thon liêu, ở đây thon quá thon luôn á. Là nó nhỏ hai móng còn lại rất là nhiều. Hey. I will be with you 20 minutes. Thank you. Thấy không? Khi mình đập bè ra xíu á, mình nhìn vô nó gần giống nhau luôn á.
trước 20 phút hay sau 20 phút nữa. Chắc đất để chạy hết. Bỏ lên bên kia đang bột đang đứng hơi khô là chạy qua bên kia là. Mình bỏ bột lên, mình đẩy bột đang ướt đang chảy cái chút tay xuống là ép vô. Nghĩa là cái cọ của mình khi mình đập một lần, hai lần xong mình chấm vô tờ giấy chút xíu, xong tiếp đập có khoảng 3 lần nữa mình chấm khoảng 3 lần xuống tờ giấy, mình sẽ lấy được lấy lại cái nước liquid mới. Thôi cái bột nó rít. Đẩy bột lên lại. Cái móng này cái nào mình cũng dùng cái cọ đập đây bằng bạc bè bè xíu này để nó nhìn lá cái nhìn trên góc này này góc này nó nhìn nó đều nhau hơn. Thấy không? Hai bên này hút chéo vô trên thẳng xuống này. Thẳng, hút lên đi thẳng ra luôn. Thấy không? Các bạn thấy cái cọ đi thẳng ra luôn, đừng có đi ập luôn. Nếu mà đi ập xuống cái móng cái đường cái tip của mình ấy, lát mình vuốt cái copper shape tự nhiên nó khơ đi xuống vậy. Nhìn nóng đẹp. Mình chăm chút xíu, lát thì mình vuốt nhanh hơn. Cái móng này design á cho nên mình lấy cục bột lớn hơn xíu, lớn hơn để mình bỏ cho đều thôi, lát mình cũng lấy ra cũng nhiều lắm để cho nó khô vừa chút, khô vừa chút xong lấy ra lại nó dễ hơn. Vô kia cái cột để cái từ một còn dưới những người theo một ép vô hai bên vô cứ bình tĩnh thôi, tại vì bột clear này thường những khi nào nó chảy nhiều mình có bình tĩnh mình không bên trâu nó đâu, mình làm không được. Lát nó chạy qua trái mình đi qua trái, mình chạy qua phải mình đi qua phải vậy. Thank you.
rất là khỏe. Sao cứ quắt thôi. Hôn heo lấy phục vụ quá lớn. Thường mình làm mấy bộ design giống vậy á, có thể bỏ một vài hộp rhinestone hay cái gì phù hợp cũng được, còn không cũng không sao hết. Tại vì cái bộ móng mình đã design quá nhiều rồi, mình làm cho cái móng nó nhìn nó tự nhiên, để mình mix cái màu mình tạo ra cái bộ nail á, nó nhìn nó hài hòa. Nói chung là mấy bộ nail này mấy bạn thử làm đi. Thử làm mình chọn mấy cái màu, cái tông màu nó gì nhẹ giống nhau vậy nè. Là đa số khách 10 người cũng thích hết 6-7 người đó. Sáng thử qua là làm màu mè chút xíu. Mà post lên Instagram nó sang thì cái lượng like ít hơn, nó tương tác nhiều. Còn làm giống vậy, cái màu nhẹ nhàng mình làm như vậy, không cần gắn hột, gắn đồ gì hết, thì lại cái tương tác like nó quá lớn. Thế vậy lúc xưa thì làm giống vậy, anh em bỏ lên hình like nhiều.